跟你抱着，你等于爱上，不再抱着，你等于不想。你我在这分钟说过无缘再见，下秒钟在凑巧碰上，即使一起貌合却又顺利，分隔两地，日夜挂着愁眉，在各自结新欢，却暗地拿你去比较，现有的始终偏袒你。有心爱你却爱不到，抱紧了你却又未想终老，再等到与对方失散以后，就会知原来谁最好。爱不到只会更想爱，抱紧了你我又无心装载，我跟你也破不到男与女之间爱情的定数。Mẹ ơi, mẹ ơi đâu rồi? Mẹ nhà lại đi vắng đó. Mẹ lên đi mẹ. Thực ra mẹ đi đâu chứ? Nghe nói là đi ăn tiệc đại thái của đứa cháu nào đó. Em hãy chăm sóc cho Minh Hiền giùm chị, để chị kiếm mẹ. Làm sao đây? Chú Diệu đó cũng tay. Mẹ ơi, bây giờ. Nè nè, mau lấy nước đi. Dạ rồi chú. Ngô cô nương, xin hỏi có chuyện gì? Tiểu thư nhà chị đâu rồi? Bao có về đây không? Cô hai nói hôm nay không về. Cảm ơn. Ngũ cô nương. Chứng mệnh. Mợ hai có tới đây hay không? Không có. Xe kéo. Mợ hai, mợ hai. Xin lỗi. Làm phiền. Xin hỏi mợ hai dõi châu hôm nay có tới nhà hát hay không? Hôm nay bà không tới. Cẩn thận đi. Ngủ cô nương. Ngủ cô nương. Cô hai đâu? Ở trên. Minh Quy, ông chủ thế nào rồi? Anh Hiền đã tỉnh lại, bây giờ đang nghỉ ngơi trong phòng. Minh Hiền. Ba, chị Khanh đã tới. Anh thấy sao rồi? Anh không sao. Vừa rồi bác sĩ đã cứu lại anh. Phải chị Khanh à, vừa rồi chị đi đâu vậy? Vừa rồi ba trong cơn mê man không ngừng kêu tên chị đó. Vậy à? Ừ. Minh Hiền, anh sao rồi? Minh Phụng nói anh lại thấy chóng mặt. Anh không sao. Ma yên tâm đi, vừa rồi bác sĩ tới của ba, nói là ba không sao. Đây là thái y sĩ, vừa rồi em ra ngoài kiếm ổng. Ông chủ Châu, tình trạng của ông bà Châu đã nói với tôi rồi. Thái y sĩ là người y của thời trước, y thuật cao minh, ra vào thành tứ cấm các lão Phật gia cũng đã coi qua. Làm ơn đến giường. Anh Hiền, thái y sĩ không phải chịu ra ngoài coi mạch dễ dàng đâu. Để ông coi cho anh nha.
Minnie, chúng ta đi vắng mặt hơn 4 tháng rồi. Nghiệp tức của hãng Quảng Dân thì tốt hơn là anh tưởng tượng. Số doanh nghiệp của tháng 5 tới 3,5 vạn. Còn tháng 6 thì tới 3,8 vạn. Bây giờ đội tàu của chúng ta đã tăng lên tới 9 chiếc tàu. Cái chiếc tàu mới mua, em đã đặt tên nó là Hiệu Minh Hiền. Ngoài ra, em đã dẫn Thiên Thí tới tàu để học làm ăn. Có một lần, nó bằng sau một mối làm ăn nhỏ kiếm được mấy ngàn bạc. Rồi vui mừng tới nỗi đi khắp nơi nói với người ta, mình không phải là công tử bột. Một chút thành tích thôi, đã hớn hở làm phách. Anh đã có nói, 25 tuổi thì cho nó làm đương gia. Ban đầu em tưởng không cần lâu như vậy, tưởng là rèn luyện nó 1-2 năm thì được rồi. Nhưng mà bây giờ có bộ thì không thể được. Anh Hiền, anh nói thiệt có lý. Chuyện mà anh suy nghĩ đo lường, quả thì không sai. Cha chồng đã tuổi cao, sức khỏe ngày càng kém đi, gần đây đã bị viêm phổi. Cũng may là có thuốc tây, là thuốc đặc hiệu. Anh yên chí đi, sau khi bà uống thuốc xong, bây giờ đã không sao rồi. Anh đã từng căn dặn em, nhất định phải kiếm về 5 người công nhân mà ngày xưa ở hãng tàu làm vệ sinh ống khói. Thiệt là may mắn quá, rốt cuộc em đã kiếm ra. Anh không ngờ chứ, có 2 người vẫn còn sống. Em đã đưa tiền thẻ xuất cho họ và cũng phụ trách nuôi ăn học cho con gái của họ. Trong đó có một đứa con của một người vừa tốt nghiệp, em đang bài nó làm nhân viên sơ cấp ở hãng tàu. Chỉ thoáng mắt thôi, em bé trong bụng của em cũng đã 6 tháng. Nó thiệt nghịch ngợm, thường hay đá em. Nó thì là sung sức quá, em rằng được di truyền của anh. Minh Hiền, anh có nói là nếu như là gái thì kêu là Thiên Lệ, nếu là trai thì kêu là Thiên Ân. Cái đứa nhỏ thì là nghịch ngợm này, thì không biết là trai hay gái. Mình... lúc lâm chung anh có nói, anh nói là anh bỏ đi rồi, em nhất định sẽ đau lòng. Nhưng mà anh chưa cho phép em đau lòng ở 2 tháng thôi. Em đã theo lời căn dặn của anh. 2 tháng sau, là em đã không núp lại để khóc nữa. Em vẫn như thường ngày, chăm sóc cho ba, quản dạy Thiên Thí, với là quản lý hãng tàu. Nhưng mà khi em ngồi yên lại, lúc mà em một mình, thì em mới biết được thật ra em thiệt là nhớ anh lắm. Thưa bà, bà yên tâm, con biết nên thân mà. Bà có biết không, thật ra hôm xưa ở hãng tàu, con thiệt là sợ đi ngang hành lang của lầu 2. Thiệt rất sợ đi ngang văn phòng của ba đó. Tại vì con sợ ba đột nhiên chạy ra la rầy con. Con cứ nghĩ là, con thiệt mong là sẽ có một ngày ba bị cảm cúm, ba sẽ không thể đi làm. Vậy là hôm đó con sẽ khỏi bị la rầy. Nhưng mà bây giờ
mỗi lần con đi ngang gian phòng của ba, đi tới cái hành lang đó, con đều dừng bước lại và ngó vào trống. Con thì là mong ba sẽ chạy ra rầy con, la mắng con, đầy dạy con, đánh rồi con, dạy cho con. Nhưng mà con biết không thể nào như vậy nữa. Thưa ba, con đã nghe lời của ba, đã không xài phung phí, không nghịch ngợm, không lãng phí tiền bạc. Nhưng mà con vừa làm một chuyện, ba nhất định sẽ đẩy con. Con đã mua một bộ quan tài Liễu Châu mắc nhất ở thành Quảng Châu để mua cho ba, tới 3.000 đồng bạc. Ba biết được nhất định là sẽ kêu mắt, nói là con phung phí. Hỷ à, chị đỡ rồi, lần này chị nhất định được mừng mà. Chị nói gì? Thiệt ra hai người làm sao bắt đầu vậy? À, có hôn hít chưa? Có dắt tay nhau không? Không được tốt vậy đâu. Sao lại được tốt chứ? Không tốt? Phải, cái tên công tử bộ hôm xưa thì khiến người ta thấy đáng ghét. Đi theo nó thì thiệt là không may. Nhưng mà tôi thấy bây giờ anh đã khác hẳn với hôm xưa rồi. Tướng của anh càng nhìn là càng xuông mắt, càng lúc càng thấy anh tuấn tú đẹp trai đó. Đâu có tốt như vậy. Hả? Vậy mà không đủ tốt hay sao? À, anh thiệt là đẹp trai đó. Trong nhà có tiền, việc gì cũng theo ý của chị mà. Quan trọng nhất là anh một lòng một dạ. À, anh chỉ thiếu bộ áo quần trắng thôi. Nếu như mặc lên mình thì thiệt là giống y như bạch mã hoàng tử. Như vậy mà chị vẫn chê anh không được tốt hay sao? Chị nghĩ coi, tôi sinh ra thì đã là một con đổ phân, ai nấy nhìn thấy tôi cũng đều bịt mũi lại rồi bỏ chạy. Nội cái việc này chứ không nói làm gì. Khi tôi lớn lên tưởng là có thể tới trường học như người ta, ai ngờ cứ bị người ta chơi. Còn nữa, tưởng là có thể cặp kìa, rồi một lòng một dạ kiếm được một người bạn trai, ai ngờ ảnh xấu tới nỗi thay lòng đổi dạ. Nhưng mà tôi vẫn dạ dột như vậy, tự hiến thân tới để xin người ta tha lỗi mình. Còn nữa nhờ, tôi từng tuổi này đánh số đề cũng không có lần nào được trúng. Ông trời sao lại tốt với tôi như vậy, cho tôi được trúng độc đắc chứ, còn để tôi gặp một người con trai tốt như vậy. Xong Hỷ, mấy thùng dạ hương đã rửa xong chưa? Huệ, con làm gì vậy? Xếp đồ. Có hai cái áo thôi mà xếp tới xếp lùi, xếp tới trời sáng cũng chưa xong. Dạo này con làm gì đây? Nấu nước mát thì khi không bỏ cà rốt vô, nấu chè đậu hũ kỳ với bạch quả, bạch quả cũng không lột vỏ. Con làm cái gì mà kỳ vậy? Sao như là mất hồn mất vía? Con đâu có, con chỉ là sơ ý thôi. Cậu Thi. Chào bác, bác khỏe không vậy? Cậu tới chắc là dẫn con Hỷ đi chơi hả? Dạ, chuyện là như vậy. Có khu giải trí mới khai trương đó mà, cháu định dẫn xong Hỷ đi chơi. Chơi xong rồi lái xe đi hóng gió, rồi đi ăn cơm xong mới về. Cho nên tối nay bác không cần chờ công cụ nữa. Tôi bận nhiều việc lắm, không rảnh đâu. Hả? Thì phải rồi, đâu phải là cậu muốn dẫn ra ngoài chơi thì đi được. Phải có sự đồng ý của tôi cho con Hỷ đi với cậu mới được. Nè, cậu có biết hay không, nếu như nó ra ngoài chơi ai giúp việc cho tôi, một ngày không đủ dạ hương sẽ bớt đi tiền công một ngày đó. Dạ chưa hiểu mà. Bác à, chỗ này là 100 đồng bạc, xin bác hãy mướn người về thế xong Hỷ nha, để cháu có thể dẫn cô đi chơi một chút. Ê, đủ rồi đủ rồi, dù kiếm thêm 4 người về giúp cũng đủ đó, cả nhà có thể nghỉ một ngày. Ê, xong Hỷ à, để bà xếp áo giùm con nha. Nè,
Con cứ đi chơi cho vui vẻ đi, cũng không cần về sớm đâu. Bác à, con có hai cái này. Ê, thằng nhỏ muốn chết sao? Lấy tiền mua chuột bao của tôi. Đừng có nói mua chuột khó nghe quá vậy. Anh chỉ là đưa chút tiền cho bác mua đồ ăn thôi. Anh coi em là cái gì? Gái hầu rượu hả? Cậu hai tung tiền là phải đưa khăn thơm sao? Khăn thơm gì chứ, anh đã có sẵn khăn thơm rồi nè. Anh chỉ cần có một nụ hôn thơm á là được rồi. Muốn chết có phải không? Anh đã lâu không ăn cú đấm. Đi nhờ. Thằng Kim nói là khu giải trí chơi vui lắm, có nhiều đồ chơi đó mà, quà thưởng nhiều đến nỗi lấy không hết luôn. Em không phải nói là thích búp bê sao? Anh kể nói là có nhiều búp bê là hàng nhập vào đó. Bây giờ đi tới đó em coi thích cái nào thì nói với anh, để anh ráng lấy về cho em nha. Quan trọng nhất là em được vui. Thiên Thí à, loại con gái anh thích là như thế nào? Thì anh thích loại con gái như là em vậy đó mà. Em nghiêm túc đó, anh đừng có giỡn. Em đột nhiên hỏi anh chuyện này, anh làm sao mà trả lời em được chứ. Nhưng mà như vậy, ba thường nói với anh là cưới vợ thì đừng bao giờ chỉ thích cổ đẹp. Tại sao hả? Tại vì một con người cùng lắm là đẹp mười mấy hai mươi năm thôi. Người già đi rồi á thì da mặt sẽ nhăn nheo. Còn nữa, ông nói là một người đàn bà dù đẹp cách mấy, lộng lẫy tuyệt trần lại ra sao hả? Nè, thấy nhiều rồi, nhìn quen rồi á, thật ra cũng vậy thôi, chỉ là một con người thôi mà. Ba nói chọn vợ quan trọng là phải chọn những cái không ngồi yên. Hả? Thấy sao anh nói vậy? Mất đi miếng gan hả? À, mất đi miếng gan có ý nghĩa gì? Ý nói là tư tưởng không có chững chạc, đứa con gái này là tốt nhất. Thật ra ba nói như vậy là cũng có lý. Thử nghĩ coi, nếu nhờ với loại con gái này suốt kiếp thì nhất định sẽ được vui lắm. Tốt nhất là khi anh xài phung phí rồi cổ cũng phung phí, vậy là cùng nhau sống một kiếp cho vui vẻ. Thật ra nói cho cùng là ba không muốn anh chọn những loại con gái đa sầu đa cảm, cứ nhăn mặt nhăn mày và có tư tưởng bi quan. Ở chung với nhau sẽ ngóc đầu không nổi. Nhưng mà ông không nói anh cũng biết mà. Thử nghĩ coi, nếu như kiếm được những người thường hay chu cái mỏ ra đang suy nghĩ chuyện hay không thì mình không có biết. Đang suy nghĩ gì mình không biết, sống chung như vậy làm sao được vui vẻ. Cho nên cổ thông minh thì anh cũng không dại dột. Đời dài đằng đẵng đó mà, đâu có thể sống chung với thứ dân này chứ. Nhìn thấy là chướng mắt rồi. Xong nghĩ chuyện gì mà để mặt rầu rĩ vậy? Phải, em để mặt rầu rĩ như là đưa đám vậy thì sao? Anh thích thì đi kiếm một người, thích sao nói vậy đi. Chuyện gì phải ở chung với em? Tại em hỏi anh chỉ là trả lời thôi. Uầy, vì em cũng không vui, sao lại ngang ngược như vậy chứ? Phải, em ngang ngược thì thế nào? Nếu em không phải là người con gái anh yêu thích thì ở chung làm gì? Vì mà anh lại thích loại con gái nào chứ? Anh chỉ là đem kinh nghiệm của ba anh nói lại cho em nghe mà thôi. Huống chi ba cũng nói một đàn là một nẻo mà. Và em cũng đâu phải như vậy. Em mặc kệ anh ra sao, anh muốn đi thì đi đi, đừng có bám sát theo em. Đi ngay đi. Đi thì đi. Nói gì, ăn đồ đi, đừng ngó nữa. Bà Châu à, thì xin lỗi nha. Chúng tôi khám phá ra cái gan của ông Châu à đã bị cơ bú. Đây là triệu chứng ung thư, là chứng bất trị đó mà. Dự đoán thì có thể sống một tháng nữa thôi. Chúng tôi tin rằng là do cha của ổng di truyền cho ổng đó. Thiên Thí, chúng ta đám cưới 6 năm rồi, đã có được 4 đứa. Có một đứa ở nhà vẫn chưa có đầy tháng đó. Vậy mà anh lại bỏ đi. Anh kia em phải làm sao đây? Tôi đã nói số mạng của tôi không tốt. Ông trời không xử tốt với tôi như vậy đâu. Thiên Thí, em đón anh nè, đã mua cái gì về cho anh? Em không phải ra phố hay sao? Sao lại về mau như vậy? Ý, sao hôm nay anh lại sống mắng chứ? Chính là tôi đó Song Hỷ. Xin lỗi nha, tôi thì là thích bạn trai của chị. Thiên Thí à, em thì là thích anh lắm. Em đã thấy rồi, là cổ dụ anh thôi, không bắt mới tới anh. Xin đừng. Xin
Hô, đi đi. Mày tưởng gỡ vô đây là có thể làm mợ hai hay sao? Mày chỉ là một con đổ phân. Còn đứng đó hả? Hãy mau đổ hết mấy thùng phân ở trong nhà cho tao ngay. Còn nữa, phải rửa cho thiệt sạch sẽ, biết chưa? Đừng để tao ngửi thấy một chút mùi thối. Thôi, là tối nay mẹ sẽ không cần ăn cơm, cho mày ngủ ở phòng cuối. Bà nội, cháu đừng có bình cho nó. Ai cứ nó suy nghĩ diễn dông, nó tự chuốc lấy mà thôi. Người đâu, kéo nó ra ngoài. Từ nay con cho nó gặp mặt thiên tí. Xin được. Thuyền ơi, thôi à, mau đi đi ngơi cho con. Thuyền ơi, mau đi mau đi ngơi đi. Thuyền kia. Sao Mỹ à? Sao Mỹ? Sao Mỹ? Đừng có đi, Thiên Thị. Anh đừng có đi nhà Thiên Thị. Anh đừng có bỏ em. Thiên Thí, rốt cuộc mình có thể ở chung với nhau rồi. Cái con đổ phân lần này á, mày chết chắc mà. Đi chỗ xấu tới trước mặt ba tao hả? Hả? Cho mày chết nè. Tôi phải giết sạch các người, không chịu một ai. Tôi phải giết hết các người. Đều là đồ xấu xa. Tôi phải giết sạch các người. Các người đều không phải là người tốt. Tất cả đều phải chết. Không ai được sống sót. Cô không sao chứ? Mình thiệt là khờ. Sao ông trời lại tốt với mình chứ? Mình với cái thằng công tử bột thì không thể nào. Khoảng cách xa như vậy, mày không phải là con nít nữa. Thiệt hay giả mà cũng không biết phân hay sao. Cho bỏ đi, chấp nhận hiện thực, trở về để đổ phân tiếp. Bỏ đi Hà Song Hỷ, người ta là cậu hai của nhà họ Châu, còn mày chỉ là một con đổ phân. Đừng có dệt mộng. À, Song Hỷ. Có thể nói cho anh biết đang lo lắng gì hay không? Anh đừng đếm xỉa tới tôi. Mặc kệ tôi đi. Em đang nghĩ cái gì chứ? Em đang lo lắng cái gì anh cũng không biết. Mấy hôm nay anh thì đã suy nghĩ nghiêm túc đó mà. Nhưng mà anh nghĩ không có ra. Anh thiệt thấy khổ đó, em có biết không?
anh không biết làm sao phải chung đụng với em. Chiều ý em cũng không phải, không chiều cũng không đúng. Em và anh phải xử làm sao đi, được không? Anh thì là yêu thích em đó, Hà Song Hỷ. Anh không muốn mất em. Thật ra tôi cũng không muốn ngon được, không muốn nói lý lẽ. Tại tôi không có lòng tin với chính mình, cho nên tôi thường nghi ngờ anh có phải thật lòng hay không. Bởi vậy mới nghĩ ra cách để thử thách anh, coi anh có thật lòng yêu thích tôi hay không. Tôi chỉ sợ rằng trước mắt tôi Đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà bây giờ thấy anh như vậy, tôi đã hiểu một cách rõ ràng rồi. Tôi biết anh thật thích tôi. Em hứa với anh, từ nay sẽ không ngang ngược nữa, không có chuyện không nói lý lẽ. Chứ dù anh thiệt bị bệnh gan cũng không sao, anh thay lòng đổi vợ cũng được, anh chơi em cũng không sao, em đều bỏ mặc tất cả. Trong khoảnh khắc này, anh thật lòng thật dạ với em đã đủ lắm rồi. Hôm nay triệu tập buổi hội nghị này chủ yếu là tôi muốn tuyên bố những an bài mới. Từ nay bộ kho hàng của hãng tàu sẽ do trưởng mình phụ trách. Khoan đã. Nói gì? Kho hàng lâu nay do tôi quản lý mà. Làm vậy là không tin tôi thôi. Tam lão già xin được hiểu lầm. An bài như vậy chỉ là muốn quản lý của hãng tàu càng có hiệu suất. Ông đâu phải không biết, hàng năm chúng tôi đều bị mất hàng, rồi cuối cùng phải đền tiền cho người ta. Triển Bạch lâu nay quản lý về kho hàng quá, để nó kiêm luôn kho hàng nhất định là có giúp đỡ. Thế tôi sao? Được. Khỏi cần phải lải nhải nữa, miệng còn lớn hơn chúng tôi mà. Triển Bạch, từ nay hàng có kho hàng nhất định phải kiểm kê từng thùng mới có thể ký tên. Dạ tôi biết chị Khanh. Còn hàng quá trước khi xuống tàu phải do tôi ký tên để xác thực. Hãng quản dần lâu nay làm ăn là gia tộc, bao nhiêu năm nay làm ăn được tốt như vậy là bởi vì trên dưới đã một lòng đoàn kết với nhau, tín nhiệm với nhau, làm việc độc hành độc đoán được hay sao? Đừng có hả ông. Trương Bình, anh phải quản lý tốt cho kho hàng. Còn những việc lặt vặt, tôi sẽ điều phái anh Hiền qua giúp. Cái này thì là tức cười đó. Thằng Hiền này không biết cái gì hết, người nhà quê mà, học lực lại không có khá. Hãng tàu mướn người kiểu gì kỳ vậy? Kiếm nó giúp đỡ hả? Chỉ khiến cho hư chuyện thôi. Trương Bình, quan trọng nhất là khác rồi. Bây giờ không biết người ta thiệt sự làm sao nữa. Tôi nghĩ lại 30 năm trước, tôi theo ba của tôi tới làm học đồ ở hãng tàu. Làm gì mà có chuyện này? Hả? 30 năm trước, cái lần đó, có một lần ở miền Châu Giang,
lần đó trời bão lớn lắm, có anh ở đây không? Có chứ, có chứ. Anh còn nhớ chứ, lúc đó có tới 60 chiếc thuyền. Lúc đó tôi ở đầu thuyền làm việc. Wow, trời mưa gió thiệt lớn. Và các công nhân thì ở hết dưới hầm. Lần này thật là nguy rồi. Họ thật là sợ quá đi, rồi tất cả nhảy hết xuống sông. Ha, trong buổi họp 3 tiếng, chủ từ đã nói bậy nói bạ, bịa chuyện tán dốc, không biết là ông nói cái gì. Sao đây, chị thấy mệt hả? Nếu mệt thì nghỉ mấy ngày đi. Không cần, chị nghỉ một hồi là hết mà. À phải, hôm nay chị đã hẹn cho bác sĩ Quỳnh kiểm tra cho chị đó. Đến 6 giờ mà, vẫn còn thì giờ. Chị muốn đọc văn kiện rồi mới đi. À, chị Khanh à, chị Khanh, tôi nhận được điện tín của anh chị Ngũ Vạn Thành nè. Anh nói hôm nay đi xe lửa chuyến 5 giờ để tới Quảng Châu. Anh hai tới Quảng Châu à? Phải. Tới 5 giờ, tôi vẫn còn kịp giờ đi đón ảnh. Không được, 6 giờ là chị phải gặp bác sĩ đó. À, để em nói với Trịnh Bành đi đón được rồi. Không được, anh hai tới thăm, chị đâu có thể nào không đi. Vậy em đưa chị đi. Không cần đâu Minh Quy, hẳn tao bận rộn nhiều việc, cứ để chị đi. Chị phải cẩn thận đó. Chị cẩn thận nha. Được. Anh hai, anh hai, bên này nè. Em à. Em tới đón anh. Bụng em đã lớn vậy rồi à, đâu cần tới đón chứ. Phải cần chứ. Em đã sắp làm mẹ rồi hả? Em à, em thấy chỗ nào không khỏe hả? Em không gì, chị thấy đau hơi nhẹ thôi. Còn nói là không gì hả? Đã toát mồ hôi rồi kìa, kêu xe tới mau. Cái thai không bị gì. Cảm ơn. Mày là chỉ bị quăng hốt thôi, làm anh hú hồn đó. Chị Khanh, chị Khanh không sao chứ? Thời kỳ mang thai thì phụ nữ thường hay bị đau bụng mà. Tôi cho bà uống thuốc thì tình trạng sẽ được khá nhiều. Cảm ơn bác sĩ Quỳnh. Không gì. Giờ tôi có thể xuất viện hả? Ý, mới đây đã đòi xuất viện. Chào phu nhân, để cho an toàn, tôi đề nghị là bà ở lại 2 ngày để cho theo dõi. Với lại tôi muốn kiểm tra toàn thân một lần tỉ mỉ cho bà đó. Ở thêm 2 ngày không được đâu. Tôi không về hãng tàu đâu có được chứ. Đàn bà mang bầu, quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi nhiều. Hơn nữa đây là lứa đầu tiên của bà. Hay là các vị khuyên bà giùm tôi đi. Dạ được, cảm ơn nhiều. Không gì, tôi ra ngoài. Cảm ơn. Xin chào. Cảm ơn bác sĩ. Hãng tàu có nhiều việc chờ tôi đi làm. Tôi đâu có thể nào không về. Chị à, không sao đâu. Hãy nghe lời bác sĩ, nghỉ ngơi vài ngày đi. Sức khỏe quan trọng hơn. Phải đó chị Khanh. Nếu chị về hãng tàu lệ để chú Tư lãng phí thời gian của chị. Họ vốn là muốn phá đám mà. Chị về lại bị họ chọc tức thôi. Anh hai, anh còn cười em hả? Anh làm ơn nghĩ cách giùm cho em đi. Trước đó anh đã dư thương nhắc nhở em rồi đó mà. Cái đám ở hãng tàu đúng là cái đám thú rừng thôi. Làm sao phục vụ một người đàn bà nắm quyền giống như em vậy chứ? Em đã hứa với Minh Hiền là quản lý cái hãng tàu cho tốt. Cho dù khó khăn cách mấy, em cũng phải kiên trì. Biết rồi, biết rồi. Ai biểu đời này anh chỉ có đứa em gái thôi. Bây giờ chỉ đành là anh tới xin việc làm với em, gia nhập vào hãng tàu, làm hạ thủ của em. Anh chịu vào hãng tàu đi giúp em. Dù sao anh á cũng có 5% cổ phần của hãng tàu mà. Anh cũng là một trong những cổ đông. Huống chi cái hãng tàu lên Nam Kinh ký giấy phép, anh cũng đã đóng góp nhiều sức. Để tôi giới thiệu với các vị, đây là ông Ngũ Vạn Thành. Trong khoảng thời gian Ngũ cô nương không có ở hãng tàu, Ngũ tiên sinh tạm thế chức tổng giám đốc của Ngũ cô nương. Ngũ tiên sinh chào ông. Chào các vị. Ngũ tiên sinh mời ngồi. Chú Tự à, chỗ này là dựa cho Ngũ tiên sinh đó. Không sao đâu, tôi ngồi đâu cũng được mà. Tổng giám đốc, ở lại nhà thương kiểm tra. Tất cả nghiệp vụ tạm thời do tôi tiếp quản. Minh Quy, tổ doanh nghiệp của các người dạo này làm kém lắm. Chuyện là gì? Là tại vì tôi không muốn anh giải thích đâu. Tôi chỉ nhắc nhở anh, miễn là phải để ý một chút. Minh Phong, tôi thấy là tổ của các người làm việc rất là hủ lậu. Tại sao muốn nợ của hãng Đức Như đi hối người ta giữ vậy? Người ta là khách quen mà, trễ một tháng mới thanh toán, lại đâu có khẩn trương gì mà muốn đuổi hết khách hả? Vậy nên là Ngũ tiên sinh nè. Công ty của chúng tôi làm việc rất là nghiêm túc và công đạo, dùng người phải có kinh nghiệm. Anh là người mới mà,
Vậy tôi tạm phái anh tới bộ tạp vụ để mà làm nhân chức. Nhưng à, dạ, lấy tài liệu lịch sử của công ty cho Ngũ tiên sinh đọc đi. Anh là người mới phải dạy cho anh. Yên tâm đi, tôi biết làm sao. Chỗ này là Quảng Châu, không phải Nam Kinh đâu. Cấp trên này biểu anh làm cái gì thì phải làm cái đó, có biết chưa? Hả? Dạ. Dạ. Do tình du những ưu phiền thành những bài ca nhắc nhau về ngày tháng ân tình với nhau. Quay sao đông đủ quá vậy? Sống tình du mãi chẳng đợi. Thiền thí, thiền thí à, cháu qua đây. Bà nội có chuyện muốn nói gì cháu? Là hù là khoáng đi à, là cháu đừng có hát nữa. Bà nội hỏi cháu, bà nghe người ta nói cháu đang cặp kè với cô Hà Song Hỷ, phải có chuyện này không? Sống tình du mãi trong đời là những bài ca. Thì cái thằng này cặp kè thôi, không cần bí mật lắm đâu. Con cặp kè với Song Hỷ bao lâu rồi hả? Là hù là khoan nì. Là hù là khoan nì. Ơi khoan hù đàng hoàng với con đó. Tháng sau là con sinh nhật rồi, má muốn tổ chức một vũ hội lớn cho con. Tới chừng đó con dẫn đứa con gái về gặp mặt má. Ờ phải. Hay là mời nó tới nhà đi cháu. Con nhớ nhờ. Hey, là hù là khoan nì. Là hù là khoan ơi khoan hồi hồi khoan. Có dắt nó về hay không hả? Là hù là khoan nì. Là hù là khoan nì. Nước khóm của quán ăn Ái Lệ thì thiệt là vừa ngọt lại vừa nhiều nước. Xem chút quên báo với em tin mừng này. Tin mừng gì? Nè, vài hôm sau là sinh nhật của anh rồi. Bà nội anh nói muốn đại em tới nhà ăn cơm. Ồ, em không muốn đi hả? Thì hôm nay bà nội của anh thì muốn ăn cơm với em đó. Bà muốn ăn cơm với em là em phải đi sao? Em không đi. Tại sao lại không đi? Không phải đâu, bà nội của anh thì muốn gặp em đó. Chắc em sợ bà nội của anh phải không? Em đừng có sợ. Ông nội bà nội của anh thì là dễ thương lắm, y như là con nít vậy, thường hay ôm anh hôn anh đó. Em lo là không có tiền mua áo đẹp hả? Đừng có sợ, anh đưa tiền cho em. Ê, đừng có đưa tiền cho em trở mặt đó. Anh cần đưa tiền, em cần không đi. Vậy thực ra có đi hay là không? Để em suy nghĩ một chút. Suy nghĩ thì nghĩa là đi rồi. Đã nói là suy nghĩ mà. Bỏ bao nhiêu tiền để mua mỹ phẩm thiệt là đau lòng. Số tiền này cực khổ lắm mới để dành được. Thôi đi, tôi không mua. Cái gia đường Hà Tiện vậy, lần đầu tiên tới nhà người ta ăn cơm. Nhà cậu Thí thì thiệt là phú quý. Nếu như chị ăn mặc rách rưới tới, khi người ta nhìn thấy chị như vậy thì sẽ khiến cho người ta khi dễ đó. Nè qua đây xin lỗi nha. Nè cô ạ, tôi cũng đúng đó. Ủa, sao có đông người quá vậy? Không lẽ có phá được, đành mình qua bển đi. Họ lên hồn, mà lên hồn. Cho họ có thấy gì không? Là cô La Bích Kỳ, là nữ minh tinh đó. Hả? Bích Kỳ. Là cái cô minh tinh giống người Tây Dương đó hả? Cô tới đây làm gì vậy? Cô đang ký tên lên lịch cho người ta đó đó. Là ký tên. Làm anh trách nhiệm, trách nhiệm. Qua thì là cổ đó. Bên ngoài cô đẹp lắm, phải không? Cô nắm phim mà. Bà con cô bác. Sao? Nếu muốn lấy được cái lịch của La Bích Kỳ, mời nhà bổn tiệm mua nước hoa đi. Ai mua trên đây đậu quá, để lấy được cái lịch, vô cô La Bích Kỳ, thích thân ký tên trên đó. Qua đi vô đi, hay quá. Mày đi mua đi, con lên, cô thấy con. Đi. Làm phiền, cho chúng tôi hai bình nước hoa lộ. À, các vị giữ trật tự nha. Xếp hàng đi. À, cô La Bích Kỳ sẽ ký tên cho các bạn. Cô ở ngoài đẹp hơn ở trong phim đó. May là tôi biểu chị tới một nước hoa lộ. Một bình tới hai đồng mắc quá đi.
Nhưng mà gặp được cổ cũng đáng giá lắm. Tới mình rồi, làm phiền. Cổ viết chữ hoa thiệt là đẹp. Tôi là người Hoa mà. Tôi không phải là ý này. Ý tôi nói là chị thiệt xinh đẹp, chữ viết cũng đẹp nữa. Phải. Cô tên gì? Tôi tên Hờ Song Hỷ. Cảm ơn cô. Mong là cô sẽ thích. Tôi thích, tôi thích lắm. Tôi rất thích. Chỉ có nhẹ, ở trên này có ghi tên của tôi. Còn tôi nữa. Là việc, tôi tên là Lệ. Cảm ơn cô nhiều, cô thiệt thích quá đi. Wow, lợi hại thiệt. Anh ngữ của cổ còn lưu loát hơn cả người Tây Dương này. Cô Hai à, tôi phiên cô bốc giải. Còn được bốc giải nữa sao? Phải rồi, mua tranh 2 đồng là có thể bốc giải. Qua bên này đi. Nè, đừng nói thêm nữa, qua bển đi. Mời qua bên này. Bốc được rồi chứ? Phải phải, mời tự nhiên. Cảm ơn ủng hộ. Cô Hai, tôi phiên cô. Tôi không bốc đâu, lần nào bốc giải tôi cũng không trúng. Thôi đi về. Ê nè, không có cần trả tiền mà, đừng có bị thiệt thòi. Phải rồi, thử đi. Nói cũng đúng, cùng lắm là bốc hụt. Ông trời sao lại tốt với mình. Tôi bốc trúng rồi. Là một cây son đó, lần đầu tiên tôi bốc trúng được. Sao mà mở hoài không ra vậy? Không biết có phải hàng dởm hay không. Tôi đã nói rồi, ông trời không tốt với tôi vậy đâu. Hãy thử coi đã. Thiệt mở không ra. Ê, giờ thôi bỏ đi. Quà tặng thôi mà, lại đâu có trả tiền. Sao lại bỏ? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bốc trúng giải mà. Sao bỏ được? Đem vô đổi. Ý này nè, đây là quà tặng mà. Không biết có đổi được hay không? Không thể đổi. Vậy tôi bắt họ đền tiền. Cô Hai, cây son này mở không ra, làm ơn đổi giùm cây khác. Cho tôi thử coi có được không? Son môi thì phải dặn ra. Được rồi nè. Cảm ơn cô La. Cô La à, là khán giả ái mộ của cô hả? Hay là chụp chung tấm hình đi nha. Phải. Đừng có chụp tôi. Đừng có sợ, ngón kính thì được rồi. Không được, tướng tôi không được đẹp. Nhẹ nhàng một chút, tin tôi đi. Chụp ra rồi không đẹp hơn tôi sao? Thiệt hả? Ấy à, đừng có sợ, chụp chung đi. Đúng rồi, nhẹ nhàng một chút, ngón kính cười đi. Nè, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Cô La, bên này.跟你抱着，你等于爱上，不再抱着，你等于不想，你我在这分钟，说过无缘再见，下秒钟再凑巧碰上，即使一起，卯合却有神力，分隔两地，日夜挂着愁眉，在各自竭身欢，却暗地拿你去比较现有的，始终偏袒你。 有心爱你却爱不到，抱紧了你却又未想终老，再等到与对方失散以后。